Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì mong các bạn thông cảm trong thời gian gần đây, đặc biệt là tháng 7, tháng 8, Tân kể chuyện ít hơn so với bình thường rất là nhiều. Thật ra thì kênh không có gặp trục chặt gì hết. Một phần là, là Tân đang cố gắng để mà trả toàn bộ đơn cho các bạn mua nhang trong cái tuần lễ mà sale up. À, thứ hai là trong cái thời gian này may mắn là người thân của tân ở nước ngoài về chơi, bác cháu với nhau cũng đã gần hơn chục năm rồi mới gặp lại. À, thì tuổi bác năm nay cũng cao, cho nên là tân muốn dành thời gian gặp lại người thân của mình trong cái 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 tháng này, thì tân kể chuyện ít hơn, à, chứ còn kênh mình những hoạt động bình thường, như hôm nay đó là nhà tân có cái buổi tiệc cũng rất là quan trọng, à, thì trong cái buổi tiệc đó thì mình gặp lại một người anh của mình anh mà gọi bên bên nội của tân bằng bằng cậu với lại bằng cô đó ờ à, thì anh chúc mừng mình à, được nhiều người biết thì bạn bè của anh cũng nghe chuyện ma của tân thì bạn bè của anh mới hỏi anh đó, là có phải ngày xưa bác là người mang xì gà mang rượu về nhà cái thời mà người ta còn chưa biết đến xì gà hay không Đó thì anh về anh kiểm tra tân thì tại con bác tân ngồi đó luôn thì rất là mừng là không những bác mà mấy cô đều nói rằng là ngày xưa bác mang xì gà về nhiều lắm thì sẵn nay em tiết lộ cho bạn bè của anh hai của tân biết là tại sao tân, tân, tân bị gia đình ngày xưa đánh bởi vì mình thấy điếu xì gà đẹp quá mình cầm mình mới đem lên cho ông nội kêu ông nội mồi mồi thuốc ông nội quýnh cho tại ăn cấp thuốc hút mà còn kêu ông nội mồi nữa đó thì đó là lý do mà mà tân thấy cái kỷ niệm gia đình đến nó trở về gặp anh mình gặp mấy bác mấy chú mình tân vui quá đó, thì tân cũng tự biết là cái gì cũng vậy bữa tiệc nào cũng phải tàn thì xong bữa tiệc hôm nay chắc bác tân sẽ về lại à, pháp cho nên là tân về tân làm việc tiếp trở lại với công việc hàng ngày là kể chuyện ma cho các bạn nghe <laughs> thì hôm bữa mới vừa nói là cố gắng đừng tìm lại quá khứ nhưng mà biết, biết đâu được quá khứ về với mình thì hôm nay tân gặp lại quá khứ quá nhiều tự nhiên cái cái hồi ức mình nó trở về quá nhiều à, thì tân cũng xin phép kể bạn nghe một câu chuyện vô cùng ý nghĩa về những cái kỷ niệm xa xưa nhưng tân cũng không có khuyến khích mình đi tìm về những thứ của hoài niệm nhớ thôi nhớ để đó một cái, một cái bức tranh đẹp thôi chứ đừng có đi tìm nó đôi khi gặp những chuyện tâm linh không hay Hai các bạn ha thì cái câu chuyện này là một câu chuyện có thật cho nên tân xin phép và tân giấu hết địa điểm giấu tên tuổi hết tân chỉ kể câu chuyện cho các bạn nghe về nhân vật và cái tình tiết câu chuyện đó thôi thì câu chuyện nó bắt đầu từ một cái vị bác sĩ à thì bác sĩ bác sĩ này đó là một cái người coi nhà xác ở phía nam thành phố tôi không nói là ở quốc gia nào à mà coi ở phía nam thành phố thì những ai bị tai nạn giao thông đó mà trường hợp nặng Ví dụ như vỡ sọ đứt lìa tay chân mà mất đó thì cái vị bác sĩ này là cái người chịu trách nhiệm khâu giá lại mà cái đường mai rất là đẹp à giống như là không thấy được gọi là quá là là là, là tàn nhẫn những vết thương đó thì người thân vô nhìn người ta còn thấy con người ta lành lặn à, khi mà người thân người ta mất nhưng mà lành lặn mặc dù là biết đứt lìa tay chân đó, tai nạn là kinh khủng lắm thì cái việc Phước bác sĩ này làm đó Được nhiều người biết tới Thì cũng nhiều kênh báo đài người ta phỏng vấn à, Thì một người phong độ à, Giỏi Mà lại chưa có gia đình Mặc dù tuổi hơi cao Người ta phỏng vấn Thì ổng không có trả lời Nhưng mà cái ngày hôm đó đó Ông quyết định ông trả lời bài phỏng vấn Cũng bằng một chuyện vô cùng ý nghĩa là Cái người vợ mà ổng lấy đó Mà ly dị rồi đó Thì cô đó mất À cô đó mất à, thì ông buồn quá ông buồn quá thì nhưng cái 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 dịp mà mà như vậy đó ông mới chấp nhận trả lời báo chí lý do tại sao mà ông có vợ ông ly dị rồi ông ở bệnh viện của à, phía nam thành phố để mà ông làm cái 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 việc là 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 khâu giá cái xác chết người ta à, tân có kể lộn phía nam phía đông thì bạn thông cảm dùm cho tân chút xíu bởi vì à, tân không có nhớ được cái tên bệnh viện hay tên thành phố à, tên thì nói là ổng làm bên bệnh viện phía nam à, đó thì vợ ổng mất ổng mới tiết lộ báo chí là tại tại sao ông lại làm vậy. thì lúc ban đầu mình chỉ nghĩ là một cuộc tình à, đau khổ thôi, chứ mình không nghĩ câu chuyện nó liên quan tâm linh. thì thời điểm đó ổng quen với vợ ổng, à, cho nên ổng mới thiên chuyển công tác từ phía đông về phía nam là nơi vợ ổng ở đó làm. nhưng mà khi sinh ra và lớn lên đó thì có một cái điều đặc biệt là ổng sinh ra ở phía nam thành phố luôn nhưng mà có một cái sự cố nào đó gia đình mới chuyển về phía bờ đông để mà sinh sống rồi học phát triển làm bên đó rồi từ đó không có về bên phía nam nữa nhưng mà họ hàng cô dì chú bác còn ở bên phía nam thành phố cho nên là lúc đó ổng lớn rồi ổng có sự nghiệp làm bác sĩ rồi thì ổng mới theo chân gia đình về bên đó để gặp lại họ hàng của mình thì khi mà về gặp lại họ hàng thì cái nhân duyên nó mới tới. À, là mới gặp vợ của ổng cũng là bác sĩ ở một cái bệnh viện bên phía Nam. Thì cả hai tâm đầu ý hợp lấy nhau. Thì có hai cái 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 cái, cái lý do, một là vợ đang làm ở bên bờ bờ Nam, hai là gia đình cô gì chú bác nội ngoại cũng bên đó. Thì giống như ổng trở về là cái vùng đất tuổi thơ của mình. À, cho nên ổng mới thiên chuyển công tác từ bờ Đông về bờ Nam. Thì khi mà về bên phía bờ Nam làm việc đó thì lúc đó là cái quan hệ của ổng đó rồi là quan hệ chồng sớm gia đình ta sẽ còn nói về bệnh viện thì hoàn toàn là chưa có. Quen biết nhiều, ngoài vợ giúp ra thì cũng chưa quen biết ai nhiều. Thì lúc đó là cái cái thời gian mà ổng bị gọi là nghỉ việc ở nhà đó thì cũng tương đối là là là, là khá khá nhiều. Mặc dù cũng làm mà cái việc ổng chưa được giao cho cụ thể là vào cái cái, cái khoa nào thời điểm đó thì khi mà mà về đó vậy đó thì ổng nhớ lại những cái ký ức ngày xưa còn đi học trung học, còn đi học đại học như thế nào rồi ổng nhớ mọi thứ, ổng đi tìm lại bạn bè cũ. Nhưng mà tìm lại bạn bè cũ thì không tìm được ai. Không tìm được ai hết, à hỏi ra thì nhà này cũng không có, nhà kia cũng không có, không tìm được ai. Thì ổng mới lại quan hệ những bác sĩ của thời đó ở bên 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 phía vợ. Thì cái ngày đó ổng nhậu, ổng nhậu hơi nhiều à uống rượu hơi nhiều bởi vì hôm sau ông được nghỉ thì ông mới đi bộ à giống à, như là trong cái khu khuôn viên chung cư đó nhậu chung những bác sĩ trong cái chỗ đó rồi ông đi bộ về nhà ổng thì ông đi qua một cái con hẻm ông mới nhìn cái con hẻm mà nó quen thì ngày trước cái con hẻm mới gọi là hẻm họa sĩ nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là ở trong đó không phải là những gia đình mà làm họa sĩ không hay là buôn bán tranh mà là những người thầy giáo cô giáo dạy hội họa ở trong cái con đường đó thì ổng mới đi vô cái con đường nó ổng nhớ trong ký ức của ổng thời xưa đó cái con đường nó có mùi hoa lại nó rất, rất là thơm nó rất là lãng mạn và những cái căn nhà đó nó vẫn còn cái thời kết cấu ngày xưa nó đẹp thì ổng mới đi lang thang lang thang vô đó thì ổng thấy nhà nào ổng tối thui đóng cửa hết trơn à ổng đi ổng hoài niệm vậy đó thì khi mà ổng đi gần cuối cái con đường để đi ra cái con đường thông ra đường khác đó ổng mới thấy một cái người hao hao quen quen mà người này đang ngồi vẽ tranh Ông mới tới ông nhìn Ông nhìn thì ông thấy sao có thằng sao ót nó quen quá Ông mới kêu đại Ông kêu đại một cái tên Thì cái người đó quay lại nhìn Người ta mới hỏi là Anh thấy tôi anh kêu tôi Ông nói đúng Cậu có phải là là, là là cái tên đó Ngày xưa cùng với tôi học cấp 3 không À Thì lúc đó là Cái người đó mới ngợ ngợ nhìn ông bác sĩ này Ông nói tôi tôi nè đó thì nói cái 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 cái, cái danh xưng của ngày xưa đi học đó thì hai người tây bắc mặt mừng nhận ra nhau nhận ra nhau thì lúc đó ổng ổng mới thấy là là bạn của ổng đang ngồi vẽ mà vẽ tranh cái 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 lớp ngày xưa thì ổng mới hỏi là ủa bây giờ bạn vẫn còn làm nghề là, là theo gia đình hả là vẫn làm nghề họa sĩ thì người bạn nói là cũng lai like, rai like cũng lai rai thì tự nhiên bữa nay tôi cảm xúc tôi muốn vẽ lại hình ảnh lớp học mình ngày xưa ngày trước mà tôi theo ký ức tôi tôi vẽ lại thôi tôi cũng không nhớ mặt mũi như thế nào thì tự nhiên gặp lại bạn à cái nhân duyên hay quá tự nhiên gặp lại bạn ông này nó ừ cũng ngộ thiệt đi khỏi thành phố này mười mấy năm rồi tôi tưởng bạn là tới tôi là không có giờ gặp lại nữa thì hôm nay tôi biết cái, cái, cái con đường này là người ta đã nhà ta trả nhà đi hết rồi mà sao bạn vẫn chưa bán nhà bạn đi đi Mà bạn còn ở đó chi bạn ngồi bạn vẽ hoài niệm đó à, Thì bạn nói bán nhà Thì tôi không biết Tôi chỉ biết ngày ngày tôi ngồi tôi vẽ thôi Thì hôm nay tôi muốn hoàn thành bức tranh Của những người bạn mình Ở cấp 3 Thì hên quá thấy được mặt ông Mà ông đâu phải là cái mặt mà, mà mà, già như vậy Hồi đó tụi mình trẻ đẹp lắm Trong lớp mình còn có các bạn nữ nữa à, thì cả hai ngồi hàng thuyên thì cái ông bạn đó cái ông mà vẽ tranh đó mới cầm cái bút lên ngồi chấm mà cái tay rung vậy đó thì ông bác sĩ mà ông kia bác sĩ cũng nhìn ông thấy nói là bạn ơi vẽ thì phải có thời gian nghỉ ngơi tôi nghĩ là bạn hút thuốc rồi uống bia rượu nhiều quá rồi còn thức khuya ngồi suy nghĩ suy tư để vẽ đó thì bạn đang có bệnh đó à, nếu có cơ hội vào bệnh viện phía nam đó, là tôi đang làm đó tôi khám cho nhưng mà trước mắt bây giờ thôi nghỉ ngơi đi. Còn những thứ mình nhớ không được đó, thì tôi về tôi cố gắng, tôi tìm lại cái hình ngày xưa mà chụp lớp chung đó, thì đưa qua cho bạn, bạn có hình bạn mới vẽ được. Chứ làm sao mà mà trong ký ức mà ngồi vẽ ra được. Cái chuyện đã trải qua gần hơn mười mấy năm rồi, tụi mình già hết rồi. Thật sự mấy mấy bạn chứ, bạn bè trong lớp của Tân, hiện tại giờ Tân cũng không nhớ được bao nhiêu gương mặt nữa. Nhiều khi gặp lại ngờ ngợ thấy quen chứ cũng biết là không có nhớ được hết hay không nó thật sự là như vậy thì cái ông này không ngộn vẽ theo cái ký ức làm sao mà không dễ được thì ông bác sĩ mới nói thôi để tôi đi mua bia về tôi với cậu ngồi hàng thuyên với nhau biết đâu lòi ra được vài gương mặt thân quen à, thì mới mua bia về hai người ngồi uống thì bạn biết trước đó ông đã nhậu rồi bây giờ ông uống thêm nữa thì ông xỉn ông ngủ gục ngay tại cái bờ thềm đó sáng ông tỉnh dậy thì ông thấy cái nhà bạn ông khóa rồi cái bức tranh hôm qua vẫn còn nhưng mà ở để sát trong tường. Ông không có tới đó, ông 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 nhìn, ông chỉ tìm bạn mà không thấy. Bia thì còn ê hề uống chưa hết. Ông mới lấy cái đồ ra ông dọn, ông dọn hết thì ông mới về nhà. Về nhà thì vợ mới trách. Vợ nói là tôi chưa bao giờ thấy anh bê tha mà anh đi nhậu mà qua đêm. Mà sao tự nhiên từ lúc anh về bờ Nam anh làm á thì tính tình nó, nó nó kỳ cục vậy. thì ông im, ông không nói, ông biết vợ giận ông không nói. Ông mới lo làm chuyện nhà, chuyện cửa đó Thì lúc đó hai vợ chồng đều được nghỉ hết Nhưng mà giận nhau từ sáng đến chiều Thì đến sau bữa cơm chiều đó Bà vợ bắt nguôi ngoai là thấy người chồng bắt đầu dọn dẹp này kia mới nguôi ngoai Mới ngồi xuống hỏi sao đêm qua anh đi đâu Ông mới nói là em thông cảm nên Tại vì thật sự ra đó Có những chuyện anh không có kể với em Thật ra ngày xưa anh sinh ra lớn lên đây thì em biết rồi Nhưng mà vào cái năm học cấp 3 đó anh bị một cái, cái, tai nạn rất là lớn cái tai nạn nó làm anh bị hôn mê 2 năm cho nên gia đình lúc đó là bệnh viện bên bờ nam không có đủ cơ sở vật chất để cứu cho nên gia đình mới chuyển về bệnh viện bên bờ đông là có người nhà người thân bên đó thì bị hôn mê 2 năm trời mới tỉnh tỉnh thì mới bắt đầu ghi nhớ lại ký ức tập lại từ đầu tất cả mọi thứ rồi sau đó mới học bác sĩ muộn À, mới tốt nghiệp Thì làm ở bên đó luôn Và gia đình không muốn cho về lại bên phía nam Tại vì sợ về bên đó Thì lại nhớ lại những ký ức không không hay về vụ tai nạn đó Cho nên là từ đó là không có về gặp lại bà con cô gì cô chú bác Thì cái ngày mà ông bình tĩnh nhất Ông có sự nghiệp tốt nhất ấy, Thì gia đình mới làm cái buổi Để cho gặp lại biết gia đình bà con chú bác cậu mợ mình sao chứ à, Thì mới về gặp lại hết Thì mới gặp vợ nó bây giờ mình mới lên nên duyên chồng vợ. Anh mới về bên bờ nam anh ở luôn. Thì cô vợ cũng nghe. Cô nghe nói. Ờ à, sao. Thì có liên quan gì đến cái ông bạn hôm qua. À thì. Cái anh bác sĩ mới nói là. Cái người bạn nó không ngờ trùng hợp. Là bạn cấp 3 của anh. Mà anh tìm tất cả mọi người mà anh không gặp lại. Anh chỉ đúng gặp lại là vô tình đi lại cái con hẻm đó. Mới gặp lại bạn của anh. Mà một sự việc rất trùng hợp là vào cấp 3 người bạn đó cũng bị một cái tai nạn rất nặng. Chính vì vậy mà mất hết tất cả những hình ảnh tư liệu liên quan lớp học của ngày xưa. Và người bạn nó không còn nhớ về bạn bè của ngày xưa nữa luôn cả ông bác sĩ này. Cho nên ông cứ ngồi ông muốn vẽ lại bạn bè trong ký ức mà thôi. À thì người vợ lúc đó mới nghe, nghe mới cảm thông. Nói trời ơi sao mà bạn bè với nhau mà sao lại giống nhau đến như vậy. À, cùng gặp một cái chuyện như vậy. À, thì thôi Đêm nay nếu được anh qua anh chơi với bạn mình đi À còn em thì tại đêm nay, em trực đêm Cho nên em cũng không ở nhà với anh được à, Nếu tức, em tưởng em đi chơi bậy bạ hay gì vậy Còn mà một người bạn như vậy gặp lại quý quá Anh nên giúp bạn mình lấy lại ký ức Và bản thân anh cũng nên lấy lại những cái ký ức Anh đã mất vào thời cấp 3 do bị tai nạn À thì ông này mới nghe vậy vui quá Giờ ủng hộ mình Mới mua bia rượu dòng lại nhà bạn nhưng mà khi dòng lại nhà bạn Bức tranh vẫn nằm im liềm ở đó Cái cửa vẫn khóa à Đứng đợi hoài không thấy bạn đâu Đành phải đem bia về nhà Đem bia về nhà thì những ngày sau đi công tác Làm việc này kia Mà hễ có thời gian rảnh là đi qua Đợi bạn Nhưng mà cứ tối qua đợi bạn Sáng qua đợi bạn Chưa qua đợi bạn Đều thấy bức tranh nó nằm bám rêu Bám dây tơ nhện hết mà Cũng không có ai ở đó chân thì có một lần gặp một cái người cảnh sát đi qua thì ông cảnh sát mới hỏi là anh làm gì ở cái khu mà người ta sắp giải tỏa ông nói là nhà bạn tôi ở đây mà tôi không thấy ông đi đâu không biết ông đi đâu mà nó cứ im liềm vậy hoài mà bạn tôi là, là họa sĩ ở đây thì người cảnh sát nó ở đây không có ai cái chân á vốn dĩ cái khu này đã mười mấy năm rồi không có người ở nếu anh có nhìn thấy bạn anh thì chắc bạn anh cũng giống anh. Là một người đi qua đường rồi vô tình gặp lại ngôi nhà xưa vô ôm lại kỷ niệm thôi. Chứ không thể nào mà bạn anh sống đây được. Tại khu này không có người sống. Thì cái ông bác sĩ nó nghe cũng bàn hoàng. Nó không lẽ bạn mình nó giận mình. Hay bản thân nó bị bệnh. nó rung tay mà. Cho nên nó nó không biết giải thích với mình sao. Thì cái người cảnh sát nói vậy mới nói thôi anh đi đi. Tại khu này cũng nguy hiểm lắm nhiều khi cũng có những thành phần xấu nó vô đây nó, nó hút kích thôi anh đi đi thì ông già tôi, tôi nhìn cái khung cảnh này một lần cuối tôi đi thì người cảnh sát đi ông mới leo trong nhà ông lấy cái bức tranh mà nhòe nhòe gian dở đó ông mang về ông mang về ông treo thì thật ra bức tranh đó, nó không hoàn thiện mấy bạn nó chỉ là những cái nét tô quằn quện quằn quện với đủ màu khác nhau thôi nhưng mình nhìn mình vẫn biết cái sĩ số lớp đó là bao nhiêu người nó vẫn ra được cái cái, cái hình bóng mờ ảo à thì từ khi đem bức tranh đó về đó thì trong nhà gặp nhiều hiện tượng lạ thí dụ như con cái trong nhà hay là người thân trong nhà thường xuyên gặp những cái dông hồn dứt dưỡng đi qua đi lại thì lúc đó gia đình mới thấy lạ đặc biệt là người vợ đêm nào nằm cũng thấy có người nhìn mình hết và bản thân ông bác sĩ này nhiều đêm đi trực đêm về đó về mở đèn lên đó là thấy người bạn thân mình ngồi ở trong ghế sofa là biết là trong nhà có chuyện bất thường mà nhà có bức tranh mang về thì lúc đó là mới hỏi mà ba mẹ ông bác sĩ đó mới nói rằng là cái bức tranh này dễ ai thì ông mới nói là ngày đó ông gặp người bạn đó bức tranh này đang vẽ là những thành viên ở lớp cấp 3 thì gia đình rợn tóc gáy hết gia đình rợn hết gia đình mới nói với ông rằng là con đem bức tranh này thiêu đi đây là chuyện không may đâu thì ông mới hỏi là tại sao thì gia đình mới nói đó, Ngày xưa con nhớ con bị tai nạn hai năm. Không? Cái tai nạn nó không phải một mình con bị mà cả trường cả lớp con đều bị. Cả cái lớp cấp 3 đều bị. Thì lúc đó đó là tụi con ngồi ở trên cái cái, cái ngọn đồi ở bên phía bờ Nam vẽ lại thay vì chụp hình thì cái người bạn nó ngồi vẽ lại tất cả những người trong lớp chỉ làm vẽ những phát họa thôi. Những người trong lớp một lần để cho kỷ niệm. Thì riêng cái ông này á, là người đến muộn nhất. Cho nên khi ông chạy vô hàng là chiếc xe tải nó bị xe tải người ta chạy ẩu đó, nó bị lạc tay lái, nó lao vô hết cái lớp nó cắn chết hết. Mà ông bạn họa sĩ là người chết đầu tiên. À cán chết hết. Riêng ông này chỉ bị bị mém một cái đập đầu thì bị chấn thương mới đưa qua bệnh viện bờ đông. Thì ngày đó là toàn bộ bên phía bờ nam ta cũng cấp cứu rất là nhiều người nhưng mà đều chết hết. Có nghĩa là cả lớp ông đều chết vào ngày hôm đó hết. Cái hình ảnh mà ổng thấy người bạn là bóng ma đang ngồi vẽ lại những người bạn mà trong ký ức đã chết. Đó. Cho nên khi mang bức tranh nó về, thì gia đình mới gặp những chuyện không may. Càng ngày càng điều tra ra tất cả mọi thứ thì đúng là như vậy. Ổng là người duy nhất trong cái vụ tai nạn nó còn sống. Còn lại những người bạn ổng đều là chết hết. Bao nhiêu hoài bảo là không thực hiện được. Thì khi về nhà, những vong hồn nó thấy bạn mình vẫn còn sống. Một phần là mừng nhưng mà đa số cũng có những hồn ma ganh tị bắt đầu nó phá trong nhà, thì nhà bắt buộc phải mời thầy về để làm một cái lễ, thì khi làm lễ phải ra đúng cái chỗ tai nạn để làm, và sau đó làm cái lễ thiêu bức tranh ở đó, nhưng mà khi thiêu bức tranh đó rồi, mọi thứ nó không bình ổn, công nghiệp công việc là sự nghiệp, rồi cái ký ức của ông này bắt đầu nhớ về cái hiện tượng tai nạn nó lặp đi lặp lại hoài, ông nhớ những cái hình ảnh bạn bè bị tan xương nát thịt, ông không có bình thường được ở trong công việc làm bác sĩ ông cũng không ổn định được từ đó trở đi ông trở thành một cái người toàn là dính dáng cõi âm thôi thì từ đó gia đình cũng không ở chung được vợ thì không có đồng hành được nữa cho nên mới chia tay ly dị thì ông mới buồn ông buồn quá ông mới trở thành một bác sĩ coi khám nghiệm pháp y và từ đó làm thêm cái nghề nữa là may giá những người chết à thì cái ngày đó là vô tình nghe tin vợ mình mất thương, yêu nhưng không đến được với nhau. Ông không đi bước nữa. Nhưng mà do người âm xung quanh ông nhiều quá. Không cách nào cứu được nữa. Tại ông đi về thế giới người âm mà. Ông đem bức tranh đó về. Mới xảy ra cái sự việc đó. Thì từ đó về sau ông ta nhìn thấy ma thôi. Cho nên ma yêu cầu mai sao thì mai đúng vậy thì dông hồn người ta nhẹ nhõm. Tuy được phước của người âm nhưng mà không được phước của người dương à gia đình mà những người thương ổng nhớ ổng yêu ổng toàn gặp những chuyện không bình thường cho nên ổng phải sống một mình à, thì ngày đó vợ mất nghe được cái tin nó buồn quá mới kể câu chuyện đó ra thì khi câu chuyện nó được kể ra thì nhóm tụi tân ngày xưa mà đi sưu tầm chuyện ma sưu tầm riết sưu tầm riết thì cũng biết đến cái chuyện đó thì lưu lại để kể các bạn nghe ngày hôm nay bởi vì nó hợp thời hợp, hợp thời mà hợp thời gian mà, hợp không gian luôn nữa tự nhiên cái khoảnh khắc này cái tân quay về gia đình thực sự tân với gia đình là chắc cũng phải mười mấy năm mười mấy năm rồi mới có cái cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay mình với gia đình ba mẹ với em mình thì chuyện bình thường nhưng mà một đại gia đình lớn của cái căn nhà ngày xưa mà gặp lại thì thật sự hôm nay cũng không đầy đủ lắm nhưng mà cũng tương đối là đầy đủ nhất từ trước đến giờ à, thì mình cảm xúc quá mình mới đem cái câu chuyện của cái vị bác sĩ này nè mình kể cho các bạn nghe đôi khi có những thứ hợp mặt lại cũng là những thứ mà sau này không bao giờ thấy lại lần thứ hai. Cho nên mình phải trân trọng những cái khoảnh khắc đó mà đừng bao giờ suy nghĩ quá nhiều mà phải tiến về phía trước sống thật tốt đẹp. Đừng có cố gắng hoài niệm những điều buồn bã. Ông này thật sự ra có một cái nhân duyên nhiều khi ma quỷ nó khiến ông quay trở về cái con đường đó đó. Chứ không phải tự nhiên mà ông quay về đâu. ha Thì hôm nay là một câu chuyện vội vàng trong ngày Chủ nhật Nhưng mà mở màn lại những chuỗi câu chuyện sau này Tân sẽ tiếp tục kênh mình dài lâu hơn nữa Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh youtube của Tân đến với nhiều người hơn Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện lần sau Bye bye